Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Buổi sáng hôm nay rất là hạnh lại được gặp quý vị và các bạn ở một video tiếp theo. Hiện tại thì em đang đứng ở dưới một gốc cây phượng nằm trên con đường Nguyễn Công Trứ. Mùa này cũng là mùa hoa phượng nở bông. Hôm nay thì em cũng xin chia sẻ đến quý vị và các bạn một số địa điểm có những cây hoa phượng nở và đặc biệt là nở nhiều nhất, cũng như là cập nhật tình hình ngày hôm nay, đường phố hôm nay. Hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần, ngày 19 tháng 2 năm 2022. Và bây giờ là 9 giờ 30 phút buổi sáng. Em xin kính chúc quý vị và các bạn có một buổi sáng thật là bình an. Nhắc đến hoa phượng tím thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến màu hoa của nó, bởi vì có những màu như là màu đỏ gắn liền với tháng năm học trò, cũng như là hoa phượng tím. Đối với mùa hoa phượng thì nó làm cho mỗi chúng ta nao nức về những kỷ niệm tuổi học trò. Đối với bất cứ ai cũng đều có những kỷ niệm đẹp về mùa hoa phượng tại Đà Lạt. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ở Đà Lạt nếu như mà nói hoa phượng nở nhiều từ tháng 2 cho đến tháng 5 và đến tháng 6, khi mà những tiếng ve râm ran báo hiệu mùa hè đã đến, giống cây hoa phượng này thì được sinh sôi ở những nơi, những nước có khí hậu mát mẻ, đặc biệt là ở Đà Lạt. Và đặc biệt là chỉ còn nửa tháng nữa thôi thì hoa phượng sẽ nở rộ trên các cung đường của Đà Lạt. Về nguồn gốc của hoa phượng, có nguồn gốc từ Nam Mỹ du nhập vào nước ta và được trồng nhiều nhất ở Đà Lạt vào những thập niên 1970. Thời tiết ở Đà Lạt se se lạnh, đây là khí hậu thích hợp để cho giống cây này sinh sôi và phát triển. Trước đó thì giống cây này không thể nhân giống được, nhưng mà sau này người ta đã nhân giống và đem loài cây này trồng ở khắp nơi trên tuyến đường ở Đà Lạt. Một số cây phượng tím hiện tại thì đang nở rất là đẹp rồi quý vị. Buổi sáng hôm nay thì em thấy đường phố nhộn nhịp, rất là đông vui, bởi vì bây giờ là thứ bảy cuối tuần. Em đang đứng ở khu vực có một cây phượng tím ở dưới chợ Đà Lạt quý vị. Phượng tím ở Đà Lạt nở nhiều nhất và được trồng theo một hàng dài. Đó chính là lối mà chúng ta đi vào chợ con đường Nguyễn Thị Minh Khai mà chạy về tới con đường Nguyễn Văn Cừ, tới ấp Ánh Sáng. Đây là cung đường có thể nói là hiện tại trồng rất nhiều cây phượng tím. Và những cây phượng tím ở đây thì em dự đoán là khoảng nửa tháng nữa thôi, vào đầu tháng 3 cho đến giữa tháng 3 thì sẽ ra bông rất là nhiều quý vị. Hiện tại thì trên các tuyến phố ở Đà Lạt cũng có những cây phượng nhưng mà được trồng riêng lẻ, không có nhiều, không có trồng theo một hàng dài. Những bông hoa phượng rụng đầy gốc cây, có cây thì những bông hoa phượng rụng tím đầy gốc luôn quý vị. Lát nữa thì em sẽ đưa cô bác anh chị và các bạn chúng ta sẽ về khu vực hồ Xuân Hương. Có một cây phượng nghiêng mình xuống mặt hồ, không biết bây giờ thì đã nở bông hay chưa. Cảnh chợ buổi sáng hôm nay có phần rất đông. Bà con mình thì mua các loại đặc sản cũng như là trái cây búp atiso về làm quà biếu. Hôm nay là buổi sáng thứ bảy cuối tuần, lượng khách thì bắt đầu đông trở lại, và đặc biệt là những dịp cuối tuần như thế này, lượng khách du lịch sẽ đổ về Đà Lạt rất đông. Đây thì có một cây phượng tím ngay vị trí này, có thể nói là cây phượng tím ở dưới chợ Đà Lạt. Cây này là cây cổ thụ luôn á. Buổi sáng thì có một bác lớn tuổi bán cà phê cốc ngay vị trí dưới gốc cây phượng này, ngồi nhâm nhi những ly cà phê và ngắm nhìn góc phố thân quen dưới một gốc cây phượng thì thật là tuyệt vời. Cà phê cốc ở dưới gốc cây phượng là một trong những địa điểm uống cà phê cốc vào mỗi buổi sáng rất là mộc mạc. Bởi vì buổi sáng thường có những cô bác anh chị xe ôm dậy sớm và thường kiếm cho mình một cái góc nào đó quen thuộc để ngồi thưởng thức những tách cà phê nóng.
Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào khu vực bên trong cầu thang Mộng Đẹp. Ngay vị trí này, quý vị và các bạn thấy có những cây phượng đã bắt đầu ra bông. Phía trên đó là khách sạn Khải Sơn, khách sạn Mộng Đẹp năm nào. Ngay vị trí này trước đó còn một cây bách tùng nữa, nhưng mà ngày nay thì không thấy còn ở đây nữa. Và đây là khách sạn Gold Bar, ngay vị trí này ngày nay đã đổi tên. Còn đây là cây phượng tím ngay gốc chợ Đà Lạt mà chúng ta thường hay rất là quen thuộc mỗi khi mà chúng ta đi vào chợ Đà Lạt. Bây giờ thì em sẽ đưa cô bác anh chị và các bạn chúng ta sẽ về khu vực Hồ Xuân Hương để ngắm nhìn một cây phượng tím nữa đã ra bông. Và đây là con đường Nguyễn Văn Cừ, nơi mà có một hàng phượng thẳng tắp kéo dài vào con đường Nguyễn Thị Minh Khai, con đường Bảo Trợ. Ở đây thì một số bông đã nở, một số cây đã nở bông quý vị, và đặc biệt là có hai cây ở cuối, ngay đối diện với chợ Ánh Sáng thì đang ra bông rất đẹp rồi. Nếu như mà bất cứ ai đến Đà Lạt vào mùa hoa phượng thì chắc chắn đều có những kỷ niệm đẹp về mùa hoa phượng ở Đà Lạt. Đặc biệt là sẽ chụp cho mình những tấm hình hoa phượng về làm kỷ niệm. Những cánh, những bông hoa phượng nhẹ nhàng rơi trong gió, cũng như là có những cơn gió thổi qua làm đung đưa những chùm bông màu tím trên nền trời xanh biếc. Những chùm hoa đung đưa theo cơn gió khiến cho chúng ta thấy là xao xuyến và nhẹ nhàng. Và bây giờ thì em sẽ chạy vòng theo bộ Hồ Xuân Hương, cập nhật thời tiết buổi sáng ngày hôm nay cũng như là tình hình đường phố. Thời tiết buổi sáng ngày hôm nay thì nắng nóng quý vị, vào buổi chiều thường có những cơn mưa rào, buổi sáng sớm thì có sương mù. Vào thời điểm 3 đến 4 giờ chiều thì sẽ có những trận mưa rào rất là to, mưa kéo dài. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi một đoạn ngắn bộ Hồ Xuân Hương, hóng gió, hóng mát men theo bộ Hồ Xuân Hương với những hàng cây thông xanh ngát ở bên này. Có
những vị trí ở dưới bóng của những cái cây thông, đang có những bạn trẻ đang ngồi tâm sự với nhau. Với thời tiết như thế này thì chỉ có là trốn nắng ở dưới những cái gốc cây thông bên một bờ cỏ như thế này. Chúng ta hóng gió hóng mát ở bờ hồ Xuân Hương, những cơn gió bờ hồ Xuân Hương thổi vào thì nó làm cho chúng ta thiêu thiêu, cảm giác nó nhẹ nhàng cũng như là yên tĩnh. Đến vị trí này thì em cũng xin được tạm nói lời chia tay đến quý vị và các bạn. Một lần nữa em xin kính chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì em xin được nói lời chào tạm biệt đến quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Đà Lạt.